Muộn rồi. Giờ đừng về quê nữa. Ông tìm chỗ nào nghỉ ngơi lại đi. Tôi có thuê một phòng trọ rồi mà. Đúng mà chả ra làm sao. Đang yên đang lành còn nó đẩy ra đường. Bà, mai tôi có việc. Với lại tôi cũng muốn mời ngày mai các bà đi ăn với tôi một bữa. Các bà nhớ nhé. Các bà có bận bịu việc con cháu thì cũng cố gắng thu xếp dành cho tôi một buổi nhé. Vâng. Ông cứ nói giờ với địa chỉ, chúng tôi sẽ đến. Vâng. Ông ạ, mai tôi nghỉ hàng một buổi ấy. Nhưng mà ăn uống gì thì cũng chung vào để chia nhau. Chứ thế này cứ phải giữ ý giữ tướng. Được mất rồi. Vui. Rồi sẽ tính sau. Tôi có đặt xe. Họ đến rồi. Tôi xin phép các bà nhé. Tôi đi trước nhé. Ông đi cẩn thận vâng. Nhé. Tôi đi nhé. Ông về nhé. Lủi thủi một mình. Rõ tội. Ông Tùng là người hiền lành tử tế. Mà sao cuối đời lại long đong vất vả thế cơ chứ? Đúng là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Thôi, mình về các bà. Vâng. Chị đi đâu về đấy? Có biết là tôi chờ chị cả một tiếng rồi không? Chưa qua cô đâu. Tôi quên. Tôi có việc của tôi. Tôi trăm việc nghìn việc luôn ấy. Có phải là nhân viên canh cửa đâu. Mùa thu ơi. Mẹ tôi đi đâu? Bà đi đám ma. Chứ mẹ tôi có dặn là chị đưa cái gì cho tôi không? Bà để ở trong tủ lạnh. Sao lại là thịt rán? Đã dặn mẹ là phải làm bò sốt tiêu đen rồi. Vãi cả cô. Bà vừa mệt vừa buồn vì bạn thân của bà mất đấy. Cô chả thương bà thì thôi, lại còn món nọ món kia. Thật đúng là con gái cái bọn. Chị nói cái gì cơ? Chị nói rồi. Cứ nghe thì nghe chứ ai nói lại. Chị thích nói cái gì thì nói rõ luôn đi. Đã cụ dặn rồi. Người khôn thì ăn nói nửa vời. Có chuyện gì đấy cô Thuận? Chị ạ. Không có chuyện gì đâu. Em về trước đây. Lại có chuyện gì hả chị Sai? Cô Thuận ý, bà đã chuẩn bị cho bao nhiêu đồ ăn như thế. Đấy, lại còn chê bai mấy kén cá chọn canh cơ. Thật là tôi thấy cuộc đời nó đúng là lộn phộc luôn. Con dâu thì chăm cho mẹ chồng từng tí một. Con gái thì bòn sạp nghiệp. Chị còn phải để em nói chị bao nhiêu lần nữa chị Sai? Thì tập trung làm việc đi, đừng nói linh tinh nữa. Thôi, tôi biết rồi. Nhưng mà kiểu thấy cái sự bất bình khó tha. Phương ơi, lát nữa con học xong thì cất quần áo vào tủ cho mẹ nhé. Mà lần sau quần áo thay ra thì vứt vào máy giặt cho mẹ. Cứ để mẹ phải đi thu gọn thế này.
giấy gì mà con xé đầy ra thế này hả con? Giấy bỏ đi mà mẹ. Bỏ đi thì cũng phải vứt vào thùng rác chứ. Nhớ là lát nữa cất quần áo cho mẹ đấy nhá. Dạ vâng ạ. Đợt này em có việc, bác có tiền cho em vay một ít. Chú cần bao nhiêu? Bao giờ thì cần tiền? Khoảng 300-400 triệu. Càng nhanh càng tốt. Chậm nhất là 3-4 ngày nữa. Được rồi, để anh về bàn với chị đã nhé. Dạ. Chuyện này anh em mình biết với nhau, đừng nói cho vợ em biết. Thôi chú yên tâm. Thôi bây giờ anh sang chỗ thân thiện này. Em ơi, bác Nghĩa về này. Phương ơi, ra chào bác con ơi. Anh về ạ? Cái Phương đâu? Con nó còn phải học bài. Thôi thôi thôi, để cháu học bài. Bây giờ anh phải về chỗ thằng Thiện để ngủ, sáng mai về quê sớm. Còn mấy đầm tôm đến thời gian phải thu hoạch rồi. Thôi, xin phép hai em nhé. Để dạ. Em tiện bác. Vâng, bác về ạ? Dừng lại vẽ ra để ăn ăn uống uống. Em mệt đấy, để lát về anh dọn cho. Tối rồi anh còn đi đâu? Anh đi gặp khách hàng. Sao lúc nãy anh nói với bác Nghĩa là tối nay anh không có lịch gì cơ mà tự dưng bây giờ lại tòi đâu ra khách hàng? Anh có phải là con em không mà suốt ngày em tra khảo vặn vẹo thế à? Thì tại lúc nãy em nghe thấy anh hỏi vay tiền bác Nghĩa. Anh cần tiền làm gì mà lắm thế? Chuyện làm ăn của anh thôi. Nhưng mà chuyện làm ăn là chuyện gì? Bây giờ mình vay tiền bác Nghĩa thì mình vẫn phải trả, chứ bác ấy có cho không đâu. Em buồn cười thật đấy. Anh vay anh trai anh tiền, liên quan gì đến em? Nhưng mà em là vợ anh, có chuyện gì thì anh cũng cần phải nói với em chứ. Khi nào cần anh sẽ nói. Mà em bỏ thái độ đấy đi nhá. Anh ruột của anh đến chơi mà em còn như vậy thì người khác em thái độ thế nào? Sống lại đi.